Việc sử dụng hình xăm ngày càng phổ biến đối với giới trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái nhìn cởi mở về vấn đề này. Và đến khi một độ tuổi trưởng thành hơn, họ thay đổi suy nghĩ và quyết định xóa bỏ những hình xăm của một thời nông nổi. Mới đây, cư dân mạng lan truyền một đoạn clip được cho là của một nam thanh niên quyết định xóa hình xăm kín mặt để làm lại cuộc đời.